chào mừng các bạn đến với kênh Lucy Channel. Và mấy bạn thấy dễ thương không? Nguyên một màu hồng luôn. Các bạn có nhận ra không vậy? Đúng rồi, đây là tháp Sanrio. Sanrio là một cái công ty của Nhật Bản mà nó có rất là nhiều nhân vật nổi tiếng luôn. Nào là mèo Kitty nè, rồi My Melody, Choco Cup, Gudetama, Cinnamoroi. Wow, đã quá vậy chị. Yeah, cuối cùng yêu cầu của em chị cũng thực hiện rồi. Hình như là dạo này chị đang làm những cái video mà theo yêu cầu của fan đúng không chị? Đúng rồi, đúng rồi. Mấy em yêu cầu nhiều lắm luôn mà chị chưa có thời gian để chơi á. Hôm nay chị sẽ vào đây nha. Và đầu tiên của tháp Sanrio này chính là mèo Hello Kitty. Đây là nhân vật mà góp phần nổi tiếng cho cái công ty Sanrio này đó. Ôi, rất là dễ thương luôn nha. Đây là một cái tên cực kỳ quen thuộc luôn. Trời ơi, nhưng mà nó bắt cua không hề dễ nha mấy bạn. Wow. Không sao đâu chị, thấy mèo Hello Kitty dễ thương là bao nhiêu cực khổ là mình sẽ tan biến hết. Đúng rồi, đúng rồi. Cẩn thận nha. Dạ, cẩn thận nè. Nó dễ rớt lắm luôn. Wow, nguyên cái trái banh luôn. Mấy bạn còn nhớ mèo Hello Kitty không? Đây là một cái tên mà cực kỳ quen thuộc với các bạn nhỏ thời xưa luôn đó. Đây là một nhân vật hoạt hình được thiết kế hình dáng một cô bé mèo đeo một cái nơ xinh xắn. Và đây chính là nhân vật nổi tiếng nhất của công ty Sanrio. Hello Kitty hả? Còn có một chương trình truyền hình riêng. Rồi có các dòng sản phẩm riêng như là thú nhồi bông nè, ba lô, cặp. Và hãng hàng không Eva Airlines cũng đã sử dụng hình ảnh này để làm chủ đề luôn đó. Wow, nổi tiếng dữ vậy luôn hả chị? Đúng rồi. Ô, cái này là cái gì mà mình nhảy qua được vậy ta? À, nó là bậc thang, chỉ cần đi lên là được. Ok, đi tiếp thôi, đây là màn số 19. Ô, mà nhân vật Hello Kitty này là sao vậy chị? À, đây là một cô bé rất là tốt bụng, thân thiện. Và mèo Hello Kitty là thích ăn kẹo nha, và uống sữa nữa. Trái cây thì cô bé này thích ăn những loại trái cây ngọt. Nói chung là cô bé này rất là tốt bụng luôn đó. Wow, không ngờ tụi mình được nhảy bắt cua ở trong nhà của mèo Hello Kitty. Đã quá, đã quá. Ôi, ôi, ôi. Công nhận á, cái bắt cua trong nhà của mèo Hello Kitty khó quá chị. Chưa đâu em ơi, chị nghĩ là như vậy là cũng đã thấm béo gì đâu. Đây mới là vòng 1 thôi. Vòng 1 là sao chị? Đang vòng 26 mà. Không phải là vòng 1. Mà màn 1 á, cái màn mà là phòng 1, căn phòng đầu tiên á. À, em hiểu rồi, ý chị nói là căn phòng đầu tiên cho nên nó là level 1 đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ha, à, trời ơi, bị rơi xuống rồi. Ui da. À, bị rơi xuống phải đi lại rồi. Ủa sao nó cho mình đi xa dữ vậy ta? Ơi, nhảy. Trời ơi, phải đi qua lại các gương mặt này rồi. Chị ơi, cố lên, tụi em đợi chị. Ok, ok. Ơi, đi thôi. Wow, đi cầu thôi, trời. Chị, em thấy mèo Hello Kitty màu hồng á, nên mấy cái bắt cua trong đây cũng toàn màu hồng không á chị? Ờ, dễ thương ha. Trò này có checkpoint đúng không mấy em? Mà sau khi chị rơi xuống á, nó bắt chị đi lại nhiều quá vậy? Ở đâu, ở đâu? Chị nhớ mỗi lần đi qua chỗ mới chị đều đạp lên mà. Nhưng mà khi hồi sinh lại nó lại bắt chị ở rất xa. À, chị biết rồi. Ở trên màn hình nè, có dấu lớn dấu nhỏ là để cho mình di chuyển cái màn mình đi được rồi nè. Dạ đúng rồi, chị bấm ngược mũi tên lại xong rồi tiến tới là được. Ok, chị biết rồi, cảm ơn em, đi thôi. Màn số 34 nè. Rồi, lỡ mình rớt thì mình sẽ quay lại cái màn số 34. Rồi, cảm ơn em nha Trọng. Dạ. Ôi, hồi hộp quá mấy bạn ơi. Không biết mình sẽ tới với cái căn phòng tiếp theo là của nhân vật nào đây nữa. Em muốn gặp Cinnamoroi quá à. Ừ, chị cũng thích em đó quá ha. Chú chó con màu trắng á, với đôi tai to mà chiếc nơ màu hồng. Đôi tai lớn này á, giúp cho hả chú chó này có thể bay được luôn. Đã gì đâu luôn. Có bạn nào biết đây là nhân vật nào không? À, em biết nè chị. Đây là Bom Bom Burin. Chính xác, giỏi lắm nè.
vô đây mình toàn là sô-cô-la không mấy em ơi. Sao vậy chị? Em nhìn cái mũ của nó kìa. Đây là chú chó tên là Bon Bon Pudding. Là một chú chó màu vàng nâu, có cái ngoại hình giống như con chó săn lông màu vàng á. À trời ơi, nó rớt đi đâu vậy? Hồi sinh à. Trời ơi, mình phải quay về cái màn số 42 thôi, chứ mà đi lại từ đầu từ màn số 0 là tiêu luôn đó. Ôi, để vừa nhảy vừa kể mấy em nghe nha. Bon Bon Pudding này là một chú chó rất là dễ thương, dễ gần, ai cũng yêu thương hết á, mà thích ăn uống nữa. Chú chó này á thường chúi cái mũi vào trong bát cơm hoặc là sữa và rất là thích ngủ luôn. Mấy bạn biết làm sao để dễ gần không? Dễ gần có nghĩa là mình nói chuyện dễ thương, lịch sự, lễ phép, là ai cũng dễ gần, thích mình hết trơn á. Dạ dạ dạ, hay quá chị ơi. Trời ơi, bây giờ mình đang vô trong cái phòng của cái bạn Bon Bon Pudding này á, em tự nhiên em thèm sô-cô-la quá à. Rồi rồi, chơi xong game này ra mua sô-cô-la ăn liền luôn mấy em ơi. Dạ dạ, nhất trí luôn chị ơi. Wow, sô-cô-la mà làm thành cái cây kẹo cầu vồng luôn rồi. Chạy chạy chạy, qua luôn. Ơi, lên màn 51 luôn rồi kìa. Ôi chị ơi, sao giờ nó khó quá vậy chị? Đúng rồi, mình qua căn phòng số 2 là level 2 rồi mà, đâu phải còn đơn giản là level 1 nữa đâu. Ôi, lên luôn, lên luôn, lên. Qua được rồi, qua được rồi. Ok nè. Ôi, ý, coi chừng nha, đạp lên mấy cái thanh trắng trắng này là mình tặng đó. Trời ơi, bình thường mình đạp lên cái thanh màu đỏ là mình tặng đúng không? Ở đây cũng không ngờ nó là thanh màu trắng. Ý, bên phải mình chính là căn phòng mà hồi nãy mình đi được đó. Căn phòng của Hello Kitty. Trời ơi, rơi rồi, quay về nơi gần nhất. Đó, lo nhìn cái phòng của Hello Kitty mà bị lọt, bây giờ phải đi lại nè mấy bạn ơi. Rồi, mình đang qua căn phòng số 2. Người kia căn phòng số 3 bên kia kìa. Ok ok, đi thôi đi thôi. Có nhiều bạn fan yêu cầu Lucy làm cái trò này lắm nha. Mà không biết hôm nay mấy bạn đó có coi không nữa. Nếu mấy bạn có coi thì mấy bạn nhấn nút like và viết bình luận cho Lucy biết đi nè. Chứ Lucy chơi cái trò này là vì các bạn đó. Nhớ nha, nhớ nha. Nếu các bạn có xem được video này thì hãy nhấn nút like và viết bình luận và báo với Lucy là cảm ơn chị đã đăng video theo yêu cầu của tụi em. Thôi đi thôi đi thôi. Chị ơi chị, mình gần lên tới đỉnh rồi đó. Hy vọng quá. Rồi tới luôn rồi. Và nhân vật được rất là nhiều người yêu thích đây. Cinnamoroi. Wow, dễ thương quá. Đó mấy bạn ơi, bạn này là hồi nãy Lucy giới thiệu rồi đó. Chú cho con màu trắng này nè, có đôi tai rất là lớn. Và bạn đó dùng đôi tai để như là đôi cánh của con chim để bay 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 đó. Wow, vô căn phòng này màu trắng không à. Đó, lỗ tai của nó bay ra kìa, để bay lên cao đó. Rồi, mặc dù mình không có đôi lỗ tai to thiệt là to, nhưng mà mình cũng sẽ bay đây. Ủa chị, cái bạn chó là Cinnamoroi này dễ thương không chị? Ồ, nói về tính cách hả? Tính cách thì bạn này cực kỳ dễ thương luôn. Hiền lành lắm, luôn vui vẻ nè, và thích giúp đỡ mọi người nữa, cho nên ai cũng thương cậu bé này hết trơn á. Nếu các bạn cũng muốn được như là Cinnamoroi thì mấy bạn cũng có đức tính giống như bạn ấy nha. Mà Cinnamoroi á cực kỳ đam mê phiêu lưu luôn, thích đi khám phá nè, cho nên á bạn này á sẽ thường là bay vòng vòng để đi khám phá mọi nơi bằng cái đôi tay dài của mình nè mấy bạn. Ý, tính ra vậy bạn này sướng ha, khỏi cần có máy bay riêng luôn, muốn bay đâu cũng được hết. Mà lúc xếp cái lỗ tai lại thì giống như mình sống ở trên đất liền, chứ không phải giống như con chim. Ồ, vậy quá tuyệt vời rồi. Rồi, lên luôn. Wow, mới quay qua quay lại mà mình lên level 75 rồi nè chị. Hay quá, tuyệt vời luôn mấy em ơi. Chị muốn khám phá xem thử căn phòng kế bên là căn phòng gì đây nè. Em thấy một bên là màu đỏ, một bên là màu xanh á. Thì chị đoán thì nó là cái gì? Màu xanh hả? Màu xanh thì là gì đây ta? Mấy em biết không? Sanrio á
công ty này có rất là nhiều con thú, đáng yêu lắm. Cho nên giờ Lucy cũng chưa đoán được là con gì đây nữa. Bên kia là Sô-cô-la, là mình biết con chó đội mũ màu nâu rồi đúng không? Còn cái kế tiếp là gì đây? À, trời ơi, lọt rồi, từ từ. Để Lucy quay lại đã. Dạ. Đây. Rồi, chỗ này mới khó nè. Vậy chị, em mới vừa đổi skin nè. Chị coi coi em dễ thương không? À, Ellie, trời đeo cái vòng cổ nữa hả, dễ thương quá vậy. Dạ, tại em biết hôm nay được quay video cho mấy chị nè. Đúng rồi, mình lên TV là mình phải cho thiệt là xinh đẹp, chỉnh chu chứ. Tại có rất là nhiều khán giả đang coi mình mà. Giờ mấy em giống như idol vậy đó, giống người nổi tiếng đó nha. Ồ vậy hả chị, thích quá à. Em muốn được nổi tiếng. Yeah, em muốn được mọi người biết đến em. Wow, từ từ. Bình tĩnh, để chị nhảy cái này qua đã. Ôi, sô-cô-la sữa nè chị. Đúng rồi, sô-cô-la sữa nè. Dạ. Em mê sô-cô-la sữa lắm á chị. Ăn ngon gì đâu luôn á. Ý, cẩn thận kìa mấy em. Đi qua cây cầu nhỏ xíu luôn á. Rồi, checkpoint. Mình tới được màn 91 rồi nha. Wow, cinema rồi. Thế giới của bạn này có nhiều cái hay quá ha. Tại bạn màu trắng mà, cho nên thế giới của bạn toàn là màu trắng sữa. Ê chị ơi, một con chó nó nè. Ôi em chó dễ thương quá à. Chị, con này tên gì chị biết không? Chắc chắn là chị biết rồi. Em này tên là Bochaco. Em thấy không, nó là một con chó màu trắng. Đôi mắt thì thiệt là to, mà cái lỗ tai thì dài, thiệt dài, màu đen. Chú chó này rất là tò mò, thấy cái gì không biết là cũng hỏi hết trơn á. Rất là dễ thương luôn nha. Nhờ vậy mà mới mau giỏi đó. Wow, mình vô thế giới của bạn này mặc áo đỏ nên mình được đi màu đỏ rồi. Yeah, màu đỏ nè. Wow, quay lại mình lên 102 rồi nè chị. Ê, coi chừng nha, đừng có để bị rớt. Ôi, lúc nhảy qua đây khó lắm nha mấy bạn. Vậy là chúng ta đã qua được 4 căn phòng của các nhân vật trong tòa tháp Sanrio này rồi. Sanrio là một công ty mà nó có người đầu tiên chính là Hello Kitty đó, nhân vật nổi tiếng nhất luôn nha. Chị đi bên kia hả? Ừ, hai chị em mình đi hai bên đi. Wow, bên kia là màu xanh hay gì á? Ê, nhân vật gì là màu xanh vậy ta? Em cũng không biết luôn á chị, nhưng mà em hồi hộp quá à. Ê, Lucy mới đạp lên cái màu trắng nên Lucy bị mất máu á mấy bạn. Cái ống máu của Lucy là nó màu xanh ở trên đỉnh kìa. Đó, ây da, đụng. Trời ơi, ây da, màu đỏ, màu trắng. Trời ơi, chị ơi, một cái tháp rất là cao, leo lên. Wow, tiến lên thôi, Phú Trọng đang đi trước kìa. Em là Khả Ngân nè chị. Chào em. Yeah, đi chung thôi. Dạ, em là Toàn Dragon. Vậy là em cũng sinh năm 2012 hả? Thấy Trọng cũng Trọng Dragon nè. Nếu chị nói đúng thì mấy em nhớ bình luận nha. À trời ơi, cái gì mà lọt xa dữ vậy? Không, rồi để chị quay trở lại. À, phải nhảy bật lên đây nè. Wow, trời ơi, nó phóng một cái mình bay thẳng lên đây luôn nè mấy bạn. Ý, một cái ba lô hình em chó này. Mấy bạn nhớ nó tên gì không? Bochaco. Ồ, nhìn kìa, tòa nhà bên kia. Không, mấy em ơi đừng có lo nhìn bển. Mấy em lo đi cho đúng đi nè, chứ không là không có qua được tòa nhà bên đó đâu. Dạ. Ui, đừng đạp vào cái màu trắng nha. Em thấy mỗi căn phòng á là nó có bắt cua khác nhau á chị. Đúng rồi, mà chị thấy hả, mỗi căn phòng sau này á nó càng khó hơn á. Ôi em hồi hộp quá à, không biết sắp tới mình sẽ vào căn phòng nào đây ta. Căn phòng của nhân vật nào? Mấy bạn nhớ chú ý theo dõi nha. Ý, em thấy rồi, căn phòng kế bên hình như con ếch hay sao á. Có ai còn nhớ con ếch không? À em biết rồi, con ếch là Kerokerobi đúng không chị? Chính xác luôn, đây là Kerokerobi. Chúng ta chuẩn bị vào căn phòng của bạn ấy thôi.